con kính chào cô Yến, con kính chào các ông bà và các bác. Em chào các anh chị và các bạn tham gia chương trình ạ. Con tên là Trần Thị Linh Nhi, 10 tuổi. Con muốn hỏi cô một câu hỏi. Con lên tặng gì vào ngày 20 tháng 11 cho cô giáo để cô giáo cảm thấy giá trị nhất? À, con rất là cảm ơn con và cô, cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện. Cô có một cậu con trai cũng có suy nghĩ như của con ấy. Là tặng cái gì có giá trị nhất cho cô giáo Thì năm đấy là cậu học lớp 2 Cậu học lớp 2 Thế thì thường thường thì cứ mua hoa này Mọi người mua hoa này mua cho cô giáo Ví dụ như là một món quà Ví dụ như là cái gì cái gì đấy Thì thường thường là bố mẹ hay đi mua và mua thành quà Ví dụ dầu gội đầu Hay là cái gì cái gì đấy là tặng các thầy cô giáo mẹ đi tặng mà mẹ mua quà xong cho đó con với mẹ là cùng đi tặng hoặc là một mình con đi tặng thì cậu về cậu nói với với lại cô thế này mẹ ơi mẹ nhà cô đang xây nhà mẹ ạ Nhà cô đang xây nhà Mẹ đừng mua cái gì tặng cô mẹ Nếu mà mẹ tặng cô cái gì có đồng tiền Mẹ cứ đưa tiền cho con Để con tặng cho cô để cô xây nhà Chứ đừng mua cái gì nó phí Cậu nghĩ như thế Cậu về cậu bảo mấy này cô như thế thế là cô mới cũng đưa đồng tiền và mua một bông hoa thế là hồi đấy là không cho bố mẹ đi tặng hoa hồi nhà trường cấm chỉ có cho học sinh đi tặng thôi thế thì cậu đến cậu mới cậu mới đưa cho cô giáo thế này em tặng cho cô em tặng cho cô để cô lấy tiền cô xây nhà thế là cô giáo mới tự ái cô giáo mới thấy là mình bị tổn thương các con hiểu không cô giáo lại nghĩ là bố mẹ xui như thế thế là cô giáo mới gọi cô lên gọi phụ huynh lên gọi phụ huynh lên thì cô giáo mới nói là chị thì chị rất là quý cháu vì cháu nó rất là chịu khó ví dụ giờ đi ngủ này này học bán chú mà thì giờ đi ngủ này này là cậu ấy có thể là đi lấy chăn chiếu xếp trước cho mọi người không cần phân công cậu cũng làm trước cho mọi người rất là hay giúp đỡ bạn bè kể cả là chỗ cô giáo mà lau cửa là bạn rất là tự giác thế nhưng mà không ngờ đến cái hôm đấy làm sao mà lại nói như thế vì cô giáo nghĩ là cô 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 nói như vậy với con cô thế xong rồi cô trần tình là không phải tức là cháu nó về cháu nói thế chứ em có biết chị xây nhà đâu không biết không biết chị xây nhà thế cho nên là cháu nó về cháu nó nói như thế thế thì em cũng bảo là ờ thế thôi thế thôi mẹ không mua quà nữa mẹ chỉ có mỗi chút Chút như này thôi cũng là để chiều con nữa Mà cũng thấy nó nói cũng hợp lý Thế nhưng mà là chỉ nói với con mình là Con đến là con xin tặng cô nhân ngày 20 tháng 11 thôi Không nghĩ là nó nói thật thà thế Thế ra xong việc đấy thì cô giáo lại rất là quý Đây cho nên cái thật thà vẫn quý Con hiểu không? Thế thì cái món quà mà chúng ta tặng đến thầy cô giáo Thì nó có cả quà tinh thần Và thường chúng ta cũng có một chút vật chất Chút một vật chất thì vì nó là vốn là như thế Ví dụ như là chúng ta có thể mua cái quà gì đó Để tặng thầy cô giáo Thì cái cái đó là tùy thuộc vào vào cha mẹ của các em nhá Tùy thuộc vào địa phương của các em Tùy thuộc vào môi trường đấy Thường thường là thường tặng cô giáo cái gì Thế nhưng mà các em thì đừng lặng tâm đến việc tặng cô giáo cái gì Cái đó là theo phong trào của lớp Theo cha mẹ nhé Còn các em lặng tâm ở chỗ là tặng thầy cô giáo một cái tâm biết ơn sâu sắc của mình nhớ chưa một lời hứa ở trong lòng mình sẽ học tập tốt sẽ vâng lời thầy cô nhiều nhất để thầy cô giáo bớt đi những gian nan những vất vả các con rõ chưa đấy là món quà quý nhất mà các con tặng đến thầy cô giáo đừng quan tâm đến vật chất việc đó mẹ các con no bố các con no nhé thế rồi theo cái phong trào của nhà trường cho nên các con đừng no E